mình thế nhở? Đúng là đồ ăn xin, bẩn thỉu còn hôi hám nữa. Xin lỗi nhá, bà dở chuyện việc nên bây giờ bà mới đến đón con được. Con không chịu đâu. Thôi, ngoan nào. À, bà mua bim bim để sữa cho con này, con uống sữa đi. Lại là sữa này à? Con có thích uống sữa này đâu mà bà mua. À, sữa mà con thích ở quán hôm nay hết rồi. Mình tạm sữa này đi, mai bà mua sữa con thích uống nhá. Thôi, con không thèm đâu. Thôi, con ăn tạm bim bim đi, thì về bà mua sữa cho. Không, con thích uống sữa kia cơ. Đúng là người thành phố không biết trân trọng đồng tiền gì cả. Hộp sữa còn nguyên như này mà đã vứt đi rồi. Thôi, ngoan nào, đi về bà cho tiền nhá. Bà nói thật nhá. Ừ. Cháu làm cái gì đây? Sữa này là của tôi, ai cho ông uống không? Sữa kia là do cháu vứt đi rồi mà, nên ông mới nhặt ông uống chứ. Sữa của tôi có vứt đi rồi thì ông cũng không được uống. Sữa cháu vứt đi rồi, ông mà không uống lại phí ra. Phải không? Nope. Thôi nào Nhung. Bọn trẻ con giờ hư thật đấy. Thôi nào Nhung, về thôi cháu. Thôi nào, đi về thôi cháu. Nhưng mà bà phải cõng cháu cơ. Được rồi, lên đây bà cõng. Lại là đứa bé này à? Cháu bé, đây có phải hộp sữa của cháu không? Hộp sữa này á? Đúng, thì làm sao? Cháu uống sữa xong, cháu phải vứt đúng chỗ chứ. Cháu xả rác bừa bãi như này, vứt hộp sữa vào đầu ông rồi này. Cái ông là buồn cười nhở? Tại ông đi đường không cẩn thận, nằm hộp sữa rơi vào đầu ông chứ. Bây giờ ông thay vì cháu nữa. Ông ơi, cái đứa bé này, ông chưa thấy đứa bé nào hư như cháu đấy. Cháu hư lắm đấy nhá. Bye bye. Oh no. Ông đánh cháu đâu? Ông đánh cháu. Cháu có làm sao không? Ông này lớn rồi, đánh trẻ con nữa. Không không, tôi không muốn làm chuyện đấy. Thế Nhung Thỏ, có chuyện gì kể cho bà xem nào. Bye bà, ông này cướp sữa của con, còn đánh con nữa. No. Không phải, không phải, không phải như thế đâu. Tay ông cầm sữa này kia. Ông còn chối nữa. Không đi, không phải, không phải đâu rồi. Lần sau, tin để tôi gặp lại đây. Cậu làm sao không? Chưa về nhà, thấy không? Cái Nhung Thỏ càng ngày càng lớn. Mình phải đi mua cho nó mấy bộ quần áo mới được. Cướp! Vào mang đây không?
Đúng rồi, việc của ông ra ra này. Thả ra. Nhung thọ, không phải như thế đâu. Ông Văn Xin này vừa giúp bà thoát khỏi tên cướp đấy. Ông ơi, ông có làm sao không? Tôi không sao. Tôi xin lỗi ông nhá, cháu tôi còn bé, nó còn chưa hiểu chuyện. Ông tha lỗi cho nó nhá. Tôi không chấp trẻ con đâu. Biết lỗi là tốt đấy. Thôi, hai bà cháu đi về đi. Tôi đi đây. Trông ông ấy thật là đáng thương. Thôi, bà con mình cũng về đi.